Xin chào anh em nha. Thì hôm nay là Nam sẽ quay cho các anh em xem về cái chiếc Lít 4 van lên một số đồ bên cửa hàng nha. Thì nói chung mấy cái món cơ bản thôi, nhưng mà Nam thấy cũng khá là đẹp, với lại nhìn nó sẽ cứng, rất là cứng xe. Này thích hợp cho những anh em mà muốn đi chơi kiển ha. Thì xe của anh khách này á, là làm cho vợ đi chợ thôi nha anh em. Đó, vợ đi chợ thôi mà làm xương xương hết gần chục triệu luôn. Rồi thì bây giờ để quay cho anh em xem thử gần 10 triệu anh em được những gì ha. Trước tiên chúng ta sẽ có được là tầm 10 triệu chúng ta sẽ có được là một cái chó đèn Z-Bass nè mọi người. Đó, chó đèn là chó đèn Z-Bass LED 2 tầng nha. Đó. Để Nam nổ máy anh em nghe. Đó. Đây. Đó. Code nè. Pha nè, đó. Nhìn từ xa nhìn rất là ngầu luôn nha mọi người. Đó, LED Z-Bass 2 tầng. Đó, rất là sáng và đẹp luôn. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có được là một cặp tay thắng Adeline. Tay Adeline bình dầu liền. Thì do là cái chiếc Lít đó là cái phần này là nó bị che, cho nên là chúng ta đi bình dầu liền ha. Đó, nhìn nó cũng rất là gọn, nhìn y chang là zin luôn. Nhưng mà cái này là đi cho heo hai bit ha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, thì cặp tay thắng này là hai bên, một bên tay thắng với lại một bên tay côn. Đó, thì cặp này là 800 nha mọi người, 800. Bao tay á là đi bao tay mẫu Arai của Ý. Đó, Arai của Ý nè, đó, rất là êm, cầm rất thoải mái. Gù là gù chữ ký nè, 2 tầng. Đó, rất là đẹp. Cái này nó vừa heo y cái vòng của cái bao tay luôn. Nhìn rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, êm ái. Đây là phần tay. Rồi ngó xuống đây thì chúng ta sẽ có là một cái phần phanh đĩa rất là ngầu luôn. Đó, xe này thì phụt trước là nó bị nhão rồi. Cái này mai mốt thì anh khách này sẽ sơn lại dàn chân ha, sơn lại phụt với lại mâm. Còn hôm nay thì Nam lên cho anh này là một cái combo heo, bao gồm một cái cọng dây dầu nè, dây dầu heo bấm full ngắt dầu. Đó, siêu nét luôn. Đó, siêu nét luôn nha mọi người. Đó, vô một con heo Adeline mẫu billet màu đen chữ màu đỏ. Đó, siêu nét luôn ha. Kết hợp với nó là một cái bát CNC chữ ký. Đó, GH Racing. Bát này rất là dày nha anh em. Đó, anh em thấy được cái độ dày của nó không? Siêu dày luôn. Và tiếp đến đó là một cái dĩa. Cái dĩa TQ6 220mm. Đè nó xuống giùm anh với em ơi. Đó, quay cho anh em xem về cái độ nhẹ của bánh nha. Nè. Đó, siêu nhẹ luôn. Đó, nè, một ngón tay nè. Đó, nhẹ nhàng. Rồi, Nam sẽ bóc phanh thử cho anh em xem nha. Đó, lại nè. Đó, phanh nè. Đó, rồi xuống đi em. Rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái combo heo này á, thì nó sẽ nhìn nó theo cái tông màu. Đó, vươn con màu đỏ lên cái dàn heo này nhìn nó rất là đẹp luôn. Đó, dàn phanh nè, rất là chất lượng ha. Đó, phải gọi là rất là nét. Đó, mọi thứ là nó rất là chuẩn nha mọi người. Đây, vị trí heo nè. Đó, vô nè, hở mâm nè, bát heo đĩa nè, nó hở ra, nói chung là gắn hoàn toàn như zin luôn, rất là êm và đẹp. Cái thế dây dầu á thì chúng ta sẽ đi cặp song song với lại cái phuộc này, tạo ra được là cái độ như là zin vậy đó, hoàn thiện rất là cao và được bực cố định bởi một cái bát. Cái bát này bát inox nha, mà bát này bát xịn nha mọi người. Đó, nên là nhìn cái thế dây nó rất là đẹp và nhìn nó rất là cứng cái chiếc xe luôn. Vỏ, tiếp đến là cặp vỏ. Xe đi chợ nhưng mà được trang bị thay một cặp vỏ Michelin của cái mẫu City Jeep nha mọi người. Giai châu Âu, rất là đẹp luôn. Đó, dòng vỏ này rất là thể thao, cái này anh em đi gọi là rất là ngầu. Đó, nhìn cái gai của nó nè. Đó, rất là đẹp nha. Nhìn rất là cứng xe. Xe đi chợ mà không biết ra ngoài không biết nhiều anh em nhìn không chứ. Hên là con này á là chưa có sơn dàn chân nha mọi người, chưa sơn dàn chân, chưa sơn dàn áo, chưa lên tem. Cứ gặp Nam mà Nam sẽ sơn dàn áo lại nè, lên cái chữ logo Lít đầy đủ nè. Sơn lốc nồi bọt ti nè, mâm nồi bọt ti nè, nhìn rất là đẹp luôn. Và cuối cùng là Nam trang bị thêm cho cái xe này là một cái cây phuộc ISS bình dầu dưới. Đó, để chúng ta không có khoét. Tại vì cái xe này thì có hai sự lựa chọn, một bình dầu trên
bình đầu trên thì chúng ta sẽ khoét cái phần mũ này nó ha. Còn Nam thấy thì cái cây IDS thì sẽ phù hợp với xe này, duy nhất là xe màu đỏ. Cái thứ hai nữa là xe của chị thì nói chung bình dầu dưới này nhìn nó sẽ phô ra ngoài được, nhìn nó sẽ đẹp hơn ha. Còn theo như là bình dầu trên, bình dầu dưới thì nói chung là một phần cũng sẽ tùy vô là cái khách hàng nữa, thì Nam sẽ theo yêu cầu của anh em. Mà bây giờ hiện tại thì con này Nam đã lên xong hết tất cả mọi thứ, nhìn rất là ngầu và rất là đẹp luôn ha. Đó, full chức năng, cặp tay thắng, cặp bao tay, cặp gù, đèn Z-Bass 2 tầng, rồi combo heo, dây dầu, heo, bát, CNC, một cái đĩa TQ6 xịn và một cặp vỏ và một cây phuộc sau. Thì như đó thôi là nó sẽ đủ để anh em có thể gọi là chinh chiến trên mọi nẻo đường ha. Đi phố, đi chợ và đi chơi cũng được nữa, rất là đẹp luôn. Rồi thì anh em nào có nhu cầu dọn hay là gắn đồ chơi xe trong ngày thì cứ ghé bên Nam nha, Nam sẽ làm cho anh em. Đây cửa hàng của mình, đó có sẵn ha. Rồi thì xe này Nam nhận vào lúc 9 giờ sáng và bây giờ là 4 giờ chiều thì Nam giao xe ha, thì có thể là thời gian nhanh hơn nữa. Đó. Rồi anh cảm ơn em đã xem clip và hẹn trong những cái video tiếp theo.